Xin chào bạn người hữu trí của Mr. Well Ram, thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ Học viện Hogwarts Power. Và ngày hôm nay anh sẽ quay trở về và cà khịa chủ đề yêu thích của anh, đó là giáo dục. Đầu tiên đó là nói về một cái trăn trở rất là lớn của nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam, đó là trăn trở trong việc định hướng cho học sinh, định hướng để các em nhìn ra được những cái ngành học phù hợp với mình, có một cái hướng đi lâu dài và tập trung hơn, trúng hơn với lại năng lực, hứng thú, sở thích của các em cho công việc sau này. Thì anh nghĩ đó là một cái trăn trở từ rất nhiều năm, rất nhiều thập kỷ cho giáo dục Việt Nam rồi. Thậm chí cá nhân anh cũng đã được học ở những cái trường rất là tốt ở Việt Nam cái ngày anh còn học phổ thông. Tuy nhiên, thẳng thắn nghe, anh cũng là một thất bại trong công tác hướng nghiệp của giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Bởi vì đến hết năm lớp 12 thì anh vẫn đinh ninh và định hướng cho mình đó là ngành kỹ thuật. Tại sao? Tại vì cái thời đó trong trường của anh, trong lớp của anh, tất cả những thằng đực đều học kỹ thuật hết. Và thành quả lớn nhất của anh Quéo năm 18 tuổi đã xác định được giới tính của mình, cho nên anh thấy rất rõ là gì? Đực, cho nên phải học kỹ thuật. Và vì vậy mà khi anh lên đại học, khi anh đi du học thì anh chọn cho mình cái ngành rất là hot về kỹ thuật ở bên nước ngoài ở thời điểm đó, đó là ngành công nghệ thông tin. Và sắp cái mặt hả? Anh không biết các bạn có từng trải qua cảm giác đó chưa, tức là mình đi học được khoảng chừng một kỳ, đến kỳ thứ hai là mình nói thôi chết rồi à. Tức là mình cảm giác có một cái gì đó rất là vô cùng hơi bị sai trong những cái môn mình đang học. Nó không có sai cái nội dung học nhưng mà nó không có khớp với mình, không? Mình thấy mình chật vật hơn rất nhiều. Và cái quan trọng hơn nữa đó là mình cảm thấy cái sự hứng thú của mình nó lạc trôi, không? Thậm chí là sau một năm anh đi học cái ngành công nghệ thông tin ở bên nước ngoài thì anh xác định được rất rõ là anh không muốn theo cái nghề lập trình, ok? Và sau đó nó là cái giai đoạn rất là chật vật của anh để quay trở về tìm lại cái định hướng và rồi xin chuyển ngành, không? Và trả một cái giá không hề rẻ chút nào hết ha, để tìm lại cái hướng đi phù hợp nhất đối với anh. Cho nên thành thật mà nói là riêng về cái chuyện hướng nghiệp ha, thì wow, anh là một thất bại của giáo dục phổ thông của Việt Nam 20 năm về trước, ok? Và anh không biết các bạn thì như thế nào ha. Cho nên trước khi chúng ta mổ xẻ về một cuộc cách mạng và một cái cải tiến cực kỳ ấn tượng và thú vị trong công tác hướng nghiệp ở Việt Nam gần đây ha, một cái sự vụ mà thật sự là làm cho anh rất là băn khoăn ha, thì anh muốn các bạn thả cho anh một cái comment ở bên dưới là có bạn nào có cái trải nghiệm là bước vô đại học và nhận ra là thôi chết cha rồi, chọn lộn ngành. Có bạn nào ở đây học hết đại học rồi và đi làm một thời gian mà nhận ra là wow, có khi mình đã không nên học cái trường đó, hoặc là có khi mình thật ra cũng không nên bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để học 4 năm đại học rồi thật sự không có xài tới không? Hoặc là có bạn nào học đại học thì cũng rất là vui, có nhiều bạn bè thú vị, không? Có những cái trải nghiệm cũng rất là sâu sắc trong thanh xuân của mình, thú vị. Và rồi ra trường đi làm một cái ngành nghề không liên quan gì đến cái lĩnh vực mà mình đã học hay không? Ngay bây giờ chậm lại một nhịp, thả cho tôi một cái comment để chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra. Liệu 20 năm sau, thế hệ sau của anh Quéo, các bạn có một cái trải nghiệm tốt hơn hay không? Ha, thì thả cho anh một cái comment ở bên dưới, các bạn đang cảm thấy thế nào về cái việc học của mình nếu các bạn đang đi học. Còn nếu các bạn đã học xong và đã ra trường đi làm rồi, có bạn nào làm trái ngành không? Còn nếu các bạn làm đúng ngành, beautiful, anh cũng muốn các bạn thả một cái comment ở bên dưới để qua đó chúng ta hiểu chuyện gì đang xảy ra trước khi chúng ta mổ xẻ về những điều chỉnh rất ấn tượng và thú vị. Do it, come on. Well, thì cập nhật tin tức với lại mọi người là cho tới thời điểm này những cái công tác hướng nghiệp để giúp cho học sinh sớm nhận ra được cái con đường phù hợp với mình, các em có nên lên đại học hay không, hay là học cao đẳng cũng được, hay là học trung cấp chuyên nghiệp, hay là học trường nghề, không, làm sao để mà các em sớm tìm được một cái con đường phù hợp để rồi sau này các em có một cái công việc đúng với lại cái năng lực, đúng với cái sở thích của mình, và dĩ nhiên là lo được cho cái bản thân cũng như gia đình của mình, không? Thì đó là cái mục tiêu quan trọng nhất trong hướng nghiệp cho giáo dục phổ thông. Và tới thời điểm này chúng ta cũng chưa có gì mới trong cái việc giúp học sinh tìm ra được cái con đường phù hợp nhất cho mình. Tuy nhiên là chúng ta đi tắt đón đầu thưa quý vị,
chúng ta làm được một cái việc còn hay hơn như vậy rất nhiều, đó là chúng ta làm được một cái công tác gọi là risk management, quản lý rủi ro cho học sinh học dốt. Tức là quá có thể mình chưa giúp được những học sinh học giỏi tìm được những cái định hướng phù hợp với các em, nhưng thôi mấy các em học dốt nè, các em đừng có học nữa nghe. Các em không nên phung phí thời gian của mình cũng như tiền bạc của gia đình để học lên cái lớp 10, lên cấp 3 rồi học lên đại học để làm gì cho phí tiền bạc thời gian. Các em nên chuyển sang học trung cấp hay học nghề, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Wow, và đó chính là câu chuyện rất thú vị mà anh tìm thấy trên báo Tuổi Trẻ chuyên mục về giáo dục cách đây vài hôm. Đó là tại Hà Nội, giáo viên ép học sinh không thi vào lớp 10 vì học dốt. Nếu con không cam kết bỏ thi lớp 10 thì con sẽ được tốt nghiệp. Tức là nếu vẫn còn muốn thi vô lớp 10, chắc chắn con sẽ rớt tốt nghiệp lớp 9. Nhưng nếu ngược lại, con chịu đi học nghề thì cô sẽ nâng cho con lên học sinh tiên tiến để có học bạ đẹp. Một phụ huynh có con học lớp 9 đã chia sẻ nội dung trao đổi với cô giáo. Thẳng thắn đi các bạn, đây gọi là đe dọa. Nếu em vẫn muốn thi vào lớp 10 thì em sẽ rớt lớp 9 và tương lai của em coi như chấm hết. Còn nếu như em đồng ý nghe lời cô, em không thi tuyển vào lớp 10 thì cô sẽ chỉnh lại điểm số của em, tức là gian lận ha, để đẩy cho học bạ của em thành học sinh tiên tiến, để em đi học nghề, hồ sơ của em nó đẹp thì em vẫn còn tương lai. Đây là điều là chúng ta rất kinh ngạc. Ai đời là có chuyện thầy cô giáo đi đe dọa và không cho phép học sinh học cao lên. Thì câu chuyện cụ thể như sau là ngày 19 tháng 4, một cái thông tin lan truyền từ một phụ huynh có con học ở trường Cầu Giấy ở Hà Nội cho biết là các học sinh đã được, gia đình học sinh được giáo viên chủ nhiệm gặp riêng để khuyên gia đình ký cam kết không cho con thi vào lớp 10. Và lý do đó là các em đang học lực rất là kém và có thi cũng sẽ không thể đổ được. Và như chúng ta thấy là gì, là phụ huynh chia sẻ là giáo viên nhắc khéo là nếu con còn cố tình mà muốn thi vào lớp 10 thì con sẽ không được xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Còn nếu mà con đồng ý là không thi vào lớp 10 á, thì con có thể đăng ký những cái trường tư thục hoặc là con đi học nghề đi, thì cô sẽ nâng đỡ để con có học bạ tiên tiến. Đây là điều không thể hiểu nổi, thưa các bạn. Bởi vì đây là việc cấm học sinh cái quyền được học. Và đó là cái quyền tự do của bất cứ một công dân nào được công nhận trong hiến pháp, là cái quyền được học. Và thẳng thắn đi các bạn, đi thi là một bước rất quan trọng trong quá trình học. Bởi vì bản chất của việc đi thi là giúp cho cái người học xác nhận được năng lực của mình. Và khi mà chúng ta đi thi, nếu mà mình thi rớt thì điều đó có nghĩa là năng lực của mình chưa phù hợp, hoặc là sự chuẩn bị của chúng ta chưa đầy đủ để đáp ứng yêu cầu cho cái cuộc chơi tiếp theo. Và cái việc mình thi rớt giúp mình hiểu đúng hơn về cái điểm yếu của mình, cái năng lực của mình, và có sự chuẩn bị tốt hơn, hoặc là lựa chọn một cuộc chơi phù hợp hơn, giúp cho học sinh không có bị ảo tưởng sức mạnh, đúng không? Và rồi ngược lại, nếu thi đậu thì việc đó giống như một cái xác nhận để các em tự tin hơn về bản lĩnh của mình, năng lực của mình, và chuẩn bị nghiêm túc để bước vào một cái cuộc chơi khó hơn, lớn hơn, để phát triển cái việc học của mình. Và vì vậy chúng ta nhìn thấy là gì? Là khoan nói với nhau về chuyện điểm số hay thi đậu, thi rớt hay là bằng cấp, mà bản chất của việc được tham gia một kỳ thi thì cái hệ quả quan trọng nhất về mặt nguyên tắc là nó giúp cho cái người học hiểu được năng lực của mình, và hiểu mình, hiểu đúng được năng lực của mình là một cái giá trị quan trọng nhất trong quá trình học. Và đó là cái quyền của bất cứ một cái người đi học nào. Và điều chúng ta thấy xót xa đó là ai đời thầy cô giáo mà lại đi tước đoạt một cái quyền mặc định của đứa trẻ, là cái quyền được học, được đi thi và được biết xem năng lực của mình ở đâu. Và nhiều phụ huynh chia sẻ với lại Tuổi Trẻ Online đó là họ xác nhận là họ đã nhận được những cái tư vấn tương tự. Cô nói là con thi làm sao được mà thi, tốt nhất là học nghề hay vào trường tư, và
cái hệ quả có lại đó là chưa nói về cái định hướng hay là ngành nghề phù hợp, con gái của tôi quay trở về nhà và khóc rất nhiều, chưa nói với nhau về tương lai. Ngay tức thì khi nhận được cái loại tư vấn và lời khuyên này thì đứa trẻ suy sụp, nó quay trở về và bị tổn thương rất là nặng nề về mặt tâm lý và tinh thần, không? Và cô giáo được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ha, là con mình học rất là dốt, cho nên sau một hồi thì phụ huynh đã tự ký cái cam kết là không cho con mình tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cô giáo dẫn dắt và tư vấn để phụ huynh cam kết cấm con mình không đi thi vào lớp 10, và đó là một cái quyền hợp pháp của các em. Anh nghĩ đó là một điều quá là đau đớn ha. Và rồi một phụ huynh có chia sẻ là gì, là cô giáo chủ nhiệm gặp riêng con tôi ha, và cho con tôi biết là con tôi học dốt như thế thì có thi vào lớp 10 cũng trượt, cho nên tốt nhất là con nên học tư thục hoặc học nghề, đúng không? Rồi cô giới thiệu luôn các trường nghề, đúng không? Và trước đó cô nhiều lần lặp đi lặp lại với đứa con ha, là cậu học dốt như thế, đúng không, thì thi làm sao được mà học, cho nên là tâm lý bị hoang mang ha. Và may say ha, là mặc dù là gia đình cũng đã xuôi theo gợi ý của cô giáo, bởi vì cô giáo là người có chuyên môn, cô học về sư phạm và cô có chuyên môn, cho nên nếu cô liên tục khẳng định với học sinh và với gia đình là con anh chị không có năng lực, không có phù hợp, con anh chị học dốt, đúng không, thì sau một hồi gia đình cũng xuôi theo không? Nhưng mà may thay cho cái bạn nam này ha, đó là cái cô chị lớn đã khăng khăng bảo vệ đứa em mình và nói là không, phải cho em cố gắng trước đã. Và nhờ cái sự động viên đó mà cái bạn trẻ này lên kế hoạch ôn tập trong 2 tháng, đúng không, để bù đắp vào, và cuối cùng là bạn cũng đổ được vào một cái trường trung học phổ thông công lập, thậm chí còn dư điểm. Và đối với phụ huynh, cái điều quan trọng nhất không phải là ngày hôm đó con của họ thi đậu được vào trường công, mà cái quan trọng nhất đó là nó không giữ lại cái niềm tin là nó là một đứa dốt nát và hết cách thay đổi, giống như cô giáo đã nói. Thì cái tâm sự này là tâm sự làm chúng ta cảm thấy rất là xót xa, là chuyện gì đang xảy ra. Có thể các thầy cô giáo dạy chưa có sinh động, chưa có hay, ok, nhưng sao đến nỗi mà họ hăm dọa và tước đoạt đi cái quyền được học và được hiểu bản thân mình của một đứa trẻ. Thậm chí là họ sử dụng những cái phương thức để gây tổn hại đến sự tự tôn, tới cảm xúc, tới tâm lý của các em, của gia đình của các em, để rồi gia đình ký xác nhận là tôi sẽ cấm con tôi thi lên lớp 10. Thì chuyện gì đang xảy ra? Câu trả lời đó là nó đến từ cái chỉ tiêu về phân luồng và sự hoài nghi về có những cái tác động tiêu cực. Có một số giáo viên chia sẻ là cái hoạt động tư vấn này là một hoạt động cần thiết để giúp cho chúng ta phân luồng học sinh ha. Tại vì nếu tất cả các học sinh đều muốn học lên trung học phổ thông rồi lên đại học thì chắc chắn nó sẽ không thể đáp ứng được. Bởi vì cái tỷ lệ rất rõ ràng ha, là cái giáo dục phổ thông trung học của chúng ta là chỉ có 70% các em có thể lên được trường công mà thôi. Còn 30% còn lại bắt buộc các em sẽ thi rớt và các em sẽ phải lựa chọn những cái lựa chọn khác, đúng không? Như là học trường nghề, học là học trung cấp ha. Thì cái cơ chế đó là như vậy rồi. Và vì vậy cái nhiệm vụ của nhà trường đó là phải cho các em biết cái lựa chọn và cân nhắc và sao lựa chọn cho phù hợp với năng lực của mình. Cho nên là từ phía nhà trường thì cái việc tư vấn này nó là một việc tự nhiên ha, để tư vấn hướng nghiệp phân luồng. Tuy nhiên là ở đây là có một cái gì đó rất là sai, bởi vì cái cách làm của giáo viên như vậy rất là thiếu nghiệp vụ, không? Và có thể khiến trẻ bị sốc hoặc là bị tự ti, đúng không? Cho nên việc này có một cái gì đó uẩn khúc, bởi vì nó liên quan tới thành tích chăng ha. Thì đó là cái câu chuyện mà báo Tuổi Trẻ nêu lên, và chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu ha. Cho nên quay trở lại nhìn từ góc độ của nhà trường hoặc là từ những người quản lý về giáo dục, thì chúng ta bắt đầu hiểu được là cái việc tư vấn để phân luồng này thực ra về mặt gốc rễ nó là một việc cần thiết và có lợi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như học sinh không biết về những cái lựa chọn khác ngoài chuyện lên thẳng phổ thông trung học, mà không phải em nào cũng có thể lên được, đúng không? Thì các em có thể sẽ chỉ nộp những cái nguyện vọng vào những cái trường phổ thông trung học là đi thẳng vào lớp 10. Và trong trường hợp mà các em không biết là có những cái trường dạy nghề hoặc là trường trung cấp và cái học lực của các em không đáp ứng được, thì rớt hết tất cả những cái nguyện vọng vào lớp 10, thì trong trường hợp đó học sinh sẽ rất là chông chênh.
Và nếu như các em không đăng ký vào những trường học trung cấp hoặc là học nghề thì chắc chắn là việc học của các em sẽ bị gián đoạn. Các em có thể mất 1 năm. Và khi đó ai mà biết được các em có tiếp tục việc học hay không, đúng không các bạn? Cho nên là khi mà chúng ta hiểu được góc nhìn này, chúng thấy là cái công tác tư vấn để phân luồng, để học sinh nhìn ra được là bên cạnh chuyện vào lớp 10 thì các em có thể học những trường trung cấp, học những trường nghề nữa. Và nếu như mà không đậu vào lớp 10 thì cái năng lực các em thi vào trường nghề, các em học, các em vẫn có thể có được cái chuyên môn, rồi có được cái nghề và vẫn có thể đi làm để có thu nhập phụ giúp cho gia đình và trở thành một cái người lao động. Thì đây là một việc thực ra rất là bình thường, và nó là việc nên có để giúp học sinh có một cái nhìn đầy đủ hơn và lựa chọn sao cho phù hợp. Tuy nhiên là nếu vậy thì các em có thể là cân nhắc thêm trường trung cấp, trường nghề, nhưng các em vẫn được quyền thi vào lớp 10. Và nếu rớt thì đi học trung cấp, rớt thì đi học trường nghề, đâu có gì sai đâu các bạn. Không, thì nếu đúng thì cái việc tư vấn nó phải là như vậy. Nhưng chắc chắn là có một cái gì đó biến tướng để rồi cái công tác tư vấn ở đây nó lại biến thành câu chuyện là cam kết sẽ không thi vào lớp 10. Tức là không quan tâm chuyện đậu hay rớt mà là không thi ngay từ đầu luôn. Thì câu trả lời nó nằm trong một cái tâm sự của người trong cuộc ha. Trên cái newsfeed của một cái bạn là Thái Hạo, đây cũng là cái người đầu tiên chia sẻ về những cái chuyện tiêu cực trong việc tư vấn tuyển sinh vào lớp 10, đúng không? Thì khi chia sẻ đó thì cái bạn này nhận được một cái tâm sự của một giáo viên dạy trung học cơ sở, không? Thì giáo viên này chia sẻ là gì, là một cái giáo viên thì em xin chia sẻ là hiện tượng này nó là một hiện tượng bình thường. Hướng nghiệp cho lịch sử, thật ra đây là công tác chặn đường và cấm học sinh thi vào lớp 10, lớp 9 thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến thi đua của nhà trường và nó ảnh hưởng trực tiếp tới thi đua của cái giáo viên đó. Ha, thì bạn chia sẻ rất là kỹ ở trong cái bài viết này, đó là nếu như mà tất cả các em đều đi thi, không, mà có những em rớt, đúng không, thì cái điểm thi trung bình của nhà trường nó sẽ bị kéo thấp xuống ha. Ví dụ như là cả 500 em đều đi thi hết và có những em học lực kém đi thi, thì tính ra cái điểm trung bình thi vào lớp 10 của nhà trường sẽ có khoảng 6,4 điểm, đúng không? Trong khi nếu như nhà trường bằng cách này hay cách khác, không, thuyết phục 100 em mà nhà trường đánh giá là học lực trung bình yếu, cam kết là sẽ không đi thi, thì trong trường hợp đó chỉ có 400 em giỏi hơn đi thi mà thôi, thì cái điểm trung bình thi vào lớp 10 của nhà trường khi đó sẽ là 7,5 thay vì là 6,4. Đây là một cái ví dụ, không? Tức là cái chuyện mà 100 em mà học lực kém đó muốn thi để biết xem thực ra mình giỏi dở như thế nào thì nhà trường chặn ngay từ đầu luôn. Để làm chi? Để bảo vệ điểm thi trung bình vào lớp 10 của nhà trường, bởi vì cái đó sẽ dùng để đánh giá xem trường này có phải là trường điểm hay không, và dĩ nhiên nó sẽ phản ánh cái năng lực của ban giám hiệu, những người điều hành của nhà trường ha. Và cái việc này không những ảnh hưởng đến cái xếp hạng của nhà trường mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái đánh giá thi đua của cái giáo viên dạy cái lớp đó ha. Bởi vì nếu như mà cái lớp của giáo viên đó có nhiều em thi rớt và kéo điểm của nhà trường thấp xuống thì năm sau cái cô giáo đó sẽ không được phân công dạy lớp 9 nữa. Và nếu các bạn biết là trong trường trung học phổ thông, nếu các bạn biết là trong trường trung học cơ sở ha, thì giáo viên dạy lớp 9 là giáo viên sẽ có cơ hội có thu nhập cao nhất, bởi vì năm lớp 9 là năm mà các em sẽ có nhu cầu đi học thêm. Cho nên nếu mà được dạy lớp 9 thì cái cơ hội có thu nhập tốt hơn của giáo viên nó sẽ cao ha. Và vì bản thân của giáo viên này không chịu làm theo cách đó mà trong suốt 10 năm bạn không được dạy lớp 9, dù là về mặt chuyên môn thì bạn không có kém ai hết ha. Và nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua. Thì đó là cái chia sẻ rất là xót xa của giáo viên, bởi vì họ cũng vùng vẫy trong một cái cơ chế với một cái đồng lương công chức thật sự rất là thấp, và cái kết quả thi của học sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái cơ hội có cái thu nhập tốt hơn của họ trong năm sau. Và anh nghĩ đó là cái nguồn gốc khiến cho chúng ta nhìn thấy một cái hiện tượng rất là kỳ lạ, thậm chí rất là xót xa khi mà giáo viên đến và tước đoạt cái quyền của học sinh được đi thi và được biết xem mình có đủ năng lực hay không. Và cái câu chuyện này anh nghĩ là nó đưa ra chúng ta một cái góc nhìn là có 3 điều
đang rất là sai diễn ra ở xung quanh chúng ta. Cái thứ nhất đó là cái việc tư vấn định hướng cho học sinh thực ra là một việc rất là khó. Và nếu chúng ta chỉ có những cái buổi tập huấn hời hợt vài tiếng đồng hồ và yêu cầu một cái giáo viên dạy chuyên môn, dạy một cái môn học chính khóa, phát triển thêm cho mình cái năng lực tư vấn và định hướng cho học sinh, thì đó là mong đợi quá là ngây ngô. Bởi vì cái việc định hướng cho học sinh và giúp các em chọn ra một cái ngành nghề hoặc là lựa chọn một cái ngành học khác với hầu hết các bạn một cách bình tĩnh, tự tin, không mặc cảm, thật ra là điều không dễ dàng chút nào hết. Cái chuyện nhìn ra là em ơi em học chưa giỏi và em nên đi cái con đường này cho nó bình an hơn, thì cái chuyện nhìn ra cái đó không khó. Nhưng mà cái cách chia sẻ như thế nào để đứa trẻ đón nhận việc đó và không cảm thấy mình là một đứa kém cỏi, cá biệt, tụt hậu so với những bạn còn lại trong lớp, thì nó đòi hỏi cái năng lực và sự tinh tế, cái sự khéo léo trong việc chia sẻ và dẫn dắt và hỗ trợ học sinh để làm sao các em nhìn ra được cái lựa chọn đó mà không bị tổn thương về mặt tâm lý, giống như cái bé gái quay trở về nhà và khóc với mẹ của mình là cô cấm con thi chẳng hạn ha. Cho nên là cái đầu tiên mà nhìn thấy là gì, là chúng ta giao một cái trách nhiệm hoàn toàn không dễ dàng một chút nào cho thầy cô giáo là những người dạy những môn học chính khóa mà thôi. Và qua một vài cái đợt tập huấn đại khái thì cái chuyện mong đợi là giáo viên có thể làm được công tác tư vấn này một cách tinh tế là điều quá là khó khăn, quá là thiếu thực tế. Cái thứ hai đó là không những là giáo viên có thể làm được cái việc này ha, thì một cái điều rất đáng tiếc là họ sống trong một cái cơ chế được vận hành bởi bệnh thành tích. Cái bệnh thành tích đó cho tới ngày hôm nay nó vẫn ăn sâu vào trong cách mà thầy cô giáo đánh giá học sinh, đó là đánh giá các em dựa trên điểm thi. Thì tương tự như vậy, nhà trường cũng đánh giá giáo viên dựa trên điểm thi và số lượng học sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, tốt nghiệp học sinh, số lượng học sinh thi đậu vào lớp 10 và dùng cái đó để đánh giá giáo viên. Và rồi sở phòng giáo dục thì dựa vào cái số điểm thi trung bình để đánh giá cái năng lực của một ngôi trường. Thì cái điều anh nghĩ rất đáng tiếc là ngày hôm nay chúng ta vẫn sử dụng cái thành tích và những con số để đánh giá cái nỗ lực và cái sự trưởng thành của học sinh và cái năng lực dẫn dắt của giáo viên. Và thực chất đó là một điều sai lầm với giáo dục hiện đại. Bởi vì thẳng thắn đi các bạn, cái người thầy cô giáo giỏi không phải là thầy cô giáo có thể tạo ra những học sinh điểm 9, điểm 10, mà thầy cô giáo giỏi là thầy cô giáo có thể tạo ra cái sự thay đổi về kết quả, về thái độ, về năng lực của học sinh. Thầy cô giáo có thể khơi gợi để mỗi em học sinh căm ghét việc học, bắt đầu có được cái sự hứng thú tự nhiên với cái quá trình học, để giúp một học sinh cải thiện được năng lực của mình và nhìn thấy là wow, mình có thể giỏi hơn, mình có thể thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình, wow, thì đó mới là thầy cô giáo giỏi. Còn nếu mà thầy cô giáo nhận những học sinh có năng lực 7 điểm và rồi giúp các em đạt được điểm 8 trong kỳ thi, thì họ thật sự không có gì ấn tượng so với một cái giáo viên nhận một em học sinh với năng lực 4 điểm và rồi đạt được điểm 7 trong kỳ thi cuối kỳ. Cho nên cái sự thay đổi về năng lực, về thái độ, về tinh thần của một cái đứa trẻ, cái sự chuyển biến và thay đổi, cái đó mới là cái thể hiện bản lĩnh và năng lực của người thầy, người cô, chứ không phải kết quả cuối cùng. Và nếu chúng ta không nhìn ra và thay đổi được cái nhận thức đó và các cái đánh giá đó, thì tới ngày hôm nay chúng ta vẫn đang sống trong một cái cơ chế mà mình dùng cái kết quả cuối cùng để đại diện cho tất cả cái quá trình nỗ lực. Thì đó là một cách nhìn rất là hẹp và tư duy đó quá lỗi thời trong cách quản lý nhân sự cũng như là cách phát triển năng lực. Và câu hỏi mà khiến anh, tất cả chúng ta ở đây vò đầu bứt tai là tại sao sau rất nhiều năm hô hào những cái cải cách giáo dục, hô hào việc nói không với bệnh thành tích, nhưng mà rồi cả cái nền giáo dục của chúng ta, trường lớp vẫn luẩn quẩn trong một cái vòng xoáy không có lối thoát như vậy. Ai cho đến ngày hôm nay vẫn dung túng cho cái căn bệnh thành tích đó. Và đó chính là anh và các bạn.
Bởi vì thẳng thắn đi các bạn, là nếu ngày hôm nay chúng ta đi ra đường, ta đi xuống phố, và cả cái xã hội này, những con người, chúng ta đánh giá nhau vẫn dựa trên nhãn mác, dựa trên cái bộ quần áo, dựa trên cái thương hiệu của chiếc xe, dựa trên cái điện thoại di động, dựa trên cái chức vụ ghi trên cái danh thiếp, và dĩ nhiên dựa trên tấm bằng đại học, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi một cái nền giáo dục được cách tân, được đổi mới? Nếu ngày hôm nay chúng ta dắt bạn về nhà, giới thiệu cho bố mẹ mình, nói mẹ ơi, đây là bạn trai của con. À, bạn trai của con hả? À, chào cháu, chào cháu. À, bạn của con nhìn sáng sủa ha, rồi nó học hành ở đâu con? Học trường nào vậy? À, dạ ảnh học trung cấp nghề. Là sao con? Dạ ảnh học cái học nghề á mẹ. À, tức là nó cũng là một cái ngành đại học chứ con hả? À, dạ không, dạ không, ảnh học trung cấp đó mẹ, trung cấp nghề. Trung cấp tức là cao đẳng. Dạ không, trung cấp nghề tức là học hết lớp 9 rồi đi học nghề để mà ảnh đi làm luôn á mẹ. Tại vì ảnh thích cái ngành đó xong ảnh đi thẳng vô. Tức là trung cấp nghề. À, à đâu có gì. Trời nó còn đi học là tốt rồi. Có học là cũng được rồi. Thiếu gì đứa nó ăn chơi sa đọa ha, chị xì ke ma túy, cướp giật này nọ ha. À, có học là được rồi, trung cấp. Hiểu không các bạn? Nếu ngày hôm nay chúng ta vẫn đặt nặng cái điều đó, và thẳng thắn đi, là chúng ta vẫn đặt nặng chuyện trường chuyên, trường điểm, học với những thầy cô xịn sò, không? Và đặt nặng những cái bằng cấp, những cái danh hiệu đó, thì làm sao chúng ta có thể khuyến khích và khơi gợi được cho những cái thay đổi, những cái cải tổ sâu sắc và cái nhận thức và góc nhìn về giáo dục được. Cho nên dĩ nhiên là chúng ta vẫn có cái kỳ vọng và cái mong đợi rất lớn đối với những người quản lý giáo dục. Chúng ta vẫn có cái kỳ vọng và mong đợi đối với thầy cô giáo. Nhưng mà rồi cái việc thực tế nhất mà chúng ta phải làm được là làm sao chúng ta tạo được một cái môi trường sống mà những đứa trẻ được đánh giá không phải dựa trên điểm số hay bằng cấp, mà được đánh giá bởi cái sự say mê, cái sự tâm huyết, cái sự hứng thú để tìm tòi, để học hỏi, để trải nghiệm, để thể hiện dựa trên cái sự quan tâm chân thành của nó trong gia đình, cái cách nó cư xử với mọi người, cái cách nó thật sự tạo ra cái sự khác biệt trong công việc. Và nếu mà ngày hôm nay mình có một cái nhìn cởi mở được như vậy, thậm chí nếu ngày hôm nay trong xã hội của chúng ta có được những cái nhìn công bằng hơn và tôn trọng hơn với những người thợ, chứ không chỉ đề cao những người thầy, những người công nhân, những người thợ thủ công, những người lao động phổ thông được tôn trọng, chứ không phải được xem như là một cái tầng lớp thấp kém, tầm thường và không có giá trị, thì chắc hẳn là những cái bạn trẻ cũng sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn cho cái việc là học một cái nghề nào đó, nghiêm túc, mày mò, làm, trải nghiệm, và rồi vẫn có cơ hội để thăng tiến và thể hiện được bản thân của mình. Và khi nói với nhau về cái góc nhìn đó thì anh thật sự có một góc nhìn lạc quan. Anh tin là chúng ta làm được điều đó. Bởi vì ngày hôm nay anh nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều câu chuyện của những cái bạn trẻ thực chiến, những con người xông xáo, năng nổ, và họ lao vào cuộc sống từ cái tuổi rất là trẻ để thể nghiệm, để làm, để tìm kiếm bản thân của mình và rồi thể hiện được bản lĩnh của mình một cách đa dạng, một cách rất là thú vị. Cho nên là ngay cả trong công ty của anh đi ha, thì trong cái dàn lãnh đạo rồi quản lý trong công ty của anh thì gần một nửa là không có bằng đại học. And it's okay. Bởi vì nếu các bạn làm việc với các anh, các chị đó, họ thật sự là những người rất là quyết liệt, rất là tâm huyết với công việc của mình. Và họ chưa bao giờ ngừng học hỏi và nâng cấp cái bản lĩnh, cái chuyên môn, cái năng lực của mình hết. Và trong một cái tổ chức, trong một công ty, mình thật sự cần những con người như vậy. Những con người thực chiến, những con người làm, say sưa và không ngừng trau dồi học hỏi. Còn thẳng thắn mà nói tới thời điểm này, đối với anh, bằng cấp chỉ là một thứ trang trí cho đẹp mà thôi. Hoặc thậm chí cụ thể hơn đi, là những cái người làm cái nghề với cái sự tâm huyết, say mê, thì trong cái hệ thống nhà hàng của bọn anh, trong những cái quán bar của bọn anh ha, những cái quán cà phê của bọn anh, thì bọn anh rất là quý và rất là trân trọng những cái bạn bartender, những cái bạn barista, những cái bạn đầu bếp, là những người không có bằng đại học nhưng mà họ thực sự rất là tâm huyết và rất là giỏi trong cái nghề của họ. Thì anh nhìn thấy là họ vẫn có cái sự kiêu hãnh trong công việc và họ hoàn toàn xứng đáng với một cái thu nhập tốt,
những cái bạn đầu bếp giỏi trong hệ thống của bọn anh thì thu nhập 20-30 triệu là chuyện họ hoàn toàn xứng đáng, và họ có một cuộc sống hoàn toàn tốt, đúng không? Cho nên anh nghĩ với cái sự từng trải của anh ngày hôm nay và với rất nhiều những cái dự án mà bọn anh làm và những cái đối tượng khác nhau mà bọn anh được gặp, được phối hợp, được làm việc với nhau, thì cái mà anh tin là sẽ rất sớm thôi chúng ta đến được một cái thời điểm mà các bạn sẽ được xã hội nhìn nhận bằng cái năng lực thực chiến của các bạn, chứ không đơn thuần chỉ bằng kết quả của những kỳ thi hay một hai cái tấm bằng. Và khi chúng ta nghiêm túc và cởi mở để cùng nhau chia sẻ và xây dựng cái môi trường sống, cái xã hội như vậy, thì anh tin đó sẽ là cái sự hỗ trợ tốt nhất để tạo ra và kích thích những cái cải tiến sâu sắc hơn trong cái cơ chế quản lý giáo dục cũng như trường lớp. Sẽ đến một ngày phụ huynh, học sinh hiểu ra được cái bài toán đó và chủ động hơn trong việc tìm ra những cái lựa chọn phù hợp và tự tin hơn để theo đuổi nó cho con đường của riêng họ. Còn lại một góc nhìn rất thẳng thắn và thực tế mà chúng ta phải đối diện là chúng ta không thể mong đợi một sự chuyển mình kỳ diệu của nền giáo dục Việt Nam trong 1, 2, 3 năm, thậm chí 7, 8 năm sắp tới. Bởi vì chúng ta vẫn còn một đất nước nghèo, đời sống của thầy cô giáo vẫn đang rất rất là khó khăn. Cho nên thẳng thắn anh vẫn bảo lưu quan điểm là nếu các bạn là cha mẹ hoặc là anh hoặc là chị, chúng ta đừng đặt cược toàn bộ cái tương lai và sự trưởng thành của con, của em, của mình 100% cho trường lớp, cho một ông thầy, cho một bà cô nào đó mà ngày hôm nay cũng đang gào thét với cái cuộc sống, với cái thu nhập, với cái, những cái trăn trở của riêng họ. Chúng ta phải góp phần và hỗ trợ và dẫn dắt được cái sự trưởng thành chân thật hơn của con mình, của em mình. Well, hãy trở thành một cái người thầy, người bạn thân với con trẻ để hỗ trợ các em ngay từ trong gia đình. Và cái người tuyệt vời hơn bất cứ ai để làm chuyện đó, đó chính là cha mẹ, đó chính là những người anh, những người chị. Hãy lắng nghe những đứa trẻ, hãy trò chuyện với chúng, kết bạn với chúng, rồi giúp những đứa trẻ giải tỏa được những cái tâm sự, những cái ấp ủ, những cái tò mò, những cái ước mơ của chúng, và rồi cùng với đứa trẻ thảo luận, tìm tòi và lên kế hoạch cho cái sự trưởng thành, cho con đường của chúng. Anh nghĩ đó là một cái đặt cược có khi khả thi hơn, hợp lý hơn. Bởi vì suy cho cùng, ai thương đứa con và lo lắng cho tương lai của nó bằng cha mẹ? Và mọi người hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm những cái công cụ, những cái chương trình tư vấn, những cái hỗ trợ khác bên ngoài trường lớp để có một cái hỗ trợ toàn diện và giúp cho con, cho em mình tìm ra cái định hướng, tìm ra cái sự hứng thú, cái động lực cho riêng mình để phát triển. Và dĩ nhiên nếu mọi người quan tâm, các bạn có thể cân nhắc để tìm hiểu về cái chương trình tư vấn đa thông minh và tư vấn về tính cách và định hướng cho công việc và sự nghiệp mà học viện của anh đã triển khai trong suốt 8 năm qua. Cho nên cái chặng hành trình để cởi mở hơn, nghiêm túc nỗ lực tìm tòi và tìm ra cái con đường phát triển chân thật cho bản thân mình cũng như cho con, cho em của mình, đó là chặng hành trình mong là chúng ta rất kiên trì để chia sẻ và có thể đồng hành được cùng với nhau, để biết đâu được cùng nhau chúng ta có thể xây dựng được một cái môi trường giáo dục tích cực hơn cho con, cho em của mình. Xin được đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn các bạn.